nữ có thích ngủ với nhiều người đàn ông hay không? Các bạn thân mến, trước đây trong xã hội phong kiến thì Nghĩa thường quen với việc là chỉ có người đàn ông mới có 3 vợ 4 nàng hầu. Và nếu như người phụ nữ mà có quan hệ mập mờ hay là nói trắng ra là ngủ với nhiều người đàn ông ấy thì sẽ bị miệng đời nói ra nói vào. Ngày nay thì mọi người đã có tư tưởng mới tiến bộ hơn một chút. Thế nhưng nếu như việc người phụ nữ họ thích quan hệ với nhiều người đàn ông ấy thì vẫn bị mọi người phản đối và chỉ trích. Đó không chỉ là vấn đề về mặt đạo đức mà còn thật sự ảnh hưởng tới sức khỏe của họ nữa. Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video này có tựa đề phụ nữ ấy, thực ra họ có thích ngủ với nhiều người đàn ông hay không. Người ta từng hay nói rằng thực sắc dã tính, có nghĩa là ăn uống và tình dục là những nhu cầu mang tính bản năng của con người. Trước đây ở các nước phương Đông nói chung đều đề cao vai trò của người đàn ông. Bởi vậy mà người đàn ông thì có thể lấy tam thê tứ thiếp. Thế nhưng lễ giáo phong kiến lại đặt nặng về tam tòng tứ đức đối với các chị em phụ nữ. Cho nên thông thường thì chúng ta thấy hầu hết những người phụ nữ đều có khả năng chung thủy với người đàn ông của mình cao hơn. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó là phụ nữ họ có thích ngủ với nhiều người đàn ông hay không? Xã hội hiện đại có sự xâm nhập mạnh mẽ của nền văn hóa các nước phương Tây. Ở đó lối sống khá là phóng khoáng, những người phụ nữ họ hoàn toàn được làm chủ cuộc sống cá nhân của mình. Họ có quyền yêu và có quyền được yêu. Để mà nói có thích quan hệ với nhiều người đàn ông không ấy, thì vấn đề này nó tùy thuộc vào cá nhân. Có nhiều người phụ nữ thì họ khá là bảo thủ. Họ cho rằng việc quan hệ, việc ngủ với nhiều người đàn ông là không phù hợp. Những người còn lại thì lại chẳng để tâm đến những điều đó. Chúng ta sẽ không phán xét quá nhiều ở đây, hãy đi tìm hiểu thật kỹ xem việc chị em phụ nữ ngủ với nhiều người đàn ông như vậy thực sự có tốt cho các chị em hay không? Nó có những tác hại gì? Và như thế nào được cho là ngủ với nhiều người đàn ông? Phụ nữ mà thích quan hệ với nhiều người đàn ông mà mình có tình cảm hơn. Bởi vì thế khi mà quan hệ với những người mà họ yêu thương thì phụ nữ họ sẽ có những cảm xúc rất là dạt dào, bộc lộ ra ngoài những nhu cầu về việc quan hệ tình dục của mình một cách rất là rõ để đối phương được biết. Sau khi quan hệ tình cảm của hai người trở nên căng khít hơn. Thế nhưng ngược lại, cũng có rất là nhiều những kiểu phụ nữ thích được ngủ với nhiều người đàn ông mà chúng ta hay gặp trong cuộc sống. Có thể kể đến trường hợp đầu tiên là những người phụ nữ từng trải. Họ có quan hệ yêu đương với nhiều người đàn ông khác nhau trong những quãng thời gian khác nhau. Mối quan hệ này là một với một. Sau khi chia tay người đàn ông trước thì họ sẽ tìm cho mình một tình yêu mới. Họ ngủ với người này, thì khi yêu người khác thì họ cũng lại ngủ với người khác. Tiếp theo là trường hợp những người phụ nữ trong cùng một giai đoạn nhưng lại có rất là nhiều những mối quan hệ phát sinh. Họ có thể lên giường với rất nhiều những người đàn ông khác nhau. Và khái niệm trên ý, thì thường cũng để nói về những người phụ nữ mà họ phát sinh quan hệ tình dục cùng lúc với 2-3 người đàn ông, thậm chí là nhiều hơn, hay người ta còn gọi là quan hệ tình dục tập thể hoặc là chơi xâm đấy. Có rất là nhiều chị em có nhu cầu rất là cao về mặt tình dục, thích những cảm giác rất là mạnh và kích thích khi quan hệ để thỏa mãn chính mình. Họ thường thích qua lại với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Đây là một hiện tượng khá là phổ biến ở nước ngoài. Tại Việt Nam thì cũng bắt đầu mới du nhập nhưng mà cũng không có quá nhiều bởi vì lý do về mặt đạo đức xã hội. Thế nhưng cũng không phải là không có. Thông thường thì trong các trường hợp này, mục đích thỏa mãn về tình dục hơn là thể hiện tình yêu đôi lứa thiêng liêng. Và đại đa số những người Việt Nam thì vẫn còn khá là truyền thống. Họ thích một mối quan hệ với một người đàn ông mà mình yêu thương hơn. Và dù rằng ở xã hội nào thì cũng vẫn sẽ có những mẫu phụ nữ mà họ thích ngủ với nhiều người đàn ông. Thứ nhất là những mẫu phụ nữ phóng khoáng, không thích sự ràng buộc. Sự du nhập của văn hóa phương Tây vào nước ta ngày càng nhiều. Ở phương Tây thì người phụ nữ họ có thể ra ngoài làm việc. Họ trở thành những nữ cường nhân mà không cần phải phụ thuộc một chút nào vào người, kể cả là về kinh tế lẫn cảm xúc của mình. Và dần dần thì các chị em đã có không ít những sự thay đổi trong tư tưởng, trong lối sống của mình. Họ không phải là những kiểu phụ nữ truyền thống chỉ muốn giữ gìn và dành tình yêu chung thủy cho một người đàn ông duy nhất nữa. Tư tưởng tiến bộ làm cho người phụ nữ yêu thích sự tự do, không ràng buộc, thoải mái yêu đương. Khi mà gặp được đối tượng thích hợp thì cùng với nhau yêu đương hay chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu tình dục là một điều không quá nặng nề. Khi hết thì đường ai nấy đi cũng không sao. Nhất là những chị em phụ nữ mà có vẻ ngoài xinh đẹp, có nhiều vệ tinh vây xung quanh thì giúp cho chị em có nhiều sự lựa chọn khác nhau.
Thay vì nói đến họ là típ phụ nữ dễ bị nhàm chán trong tình yêu và tình dục, thì nói đúng hơn là họ thích cảm giác bị chinh phục và họ thích ngủ với nhiều người đàn ông để có thể kích thích được những ham muốn trong cơ thể mình. Mẫu phụ nữ mà mất niềm tin và tình yêu ấy cũng sẽ là những người sẽ thích ngủ với nhiều người đàn ông. Trước đó có lẽ là những người phụ nữ này họ không phải bản chất của họ là họ phóng túng, họ lẳng lơ như vậy đâu. Họ cũng có thể là những người thậm chí còn ghét việc này cơ. Thế nhưng do những biến cố trong cuộc sống tình cảm, như là họ bị lừa gạt, bị hãm hại, bị phản bội, mà hay gặp nhất là yêu phải những tên sở khanh trêu đùa tình cảm con gái nhà lành, hoặc là những người vợ đã mất niềm tin vào những ông chồng ngoại tình. Sau đó họ mất niềm tin vào tình yêu. Tùy từng người mà sẽ có những hướng giải quyết khác nhau. Có người thu mình lại sống dè chừng, nhưng cũng có những người thì sống phản nghịch, tâm lý trả đũa những người đàn ông, và bằng cách trêu đùa với nhiều người, ngủ với nhiều người đàn ông để có thể an ủi trái tim từng tổn thương của mình. Với những người phụ nữ này thì thực sự đáng trách cũng không ít mà đáng thương thì cũng rất nhiều. Đơn giản là bởi vì họ đã bị tổn thương quá nhiều và bây giờ họ đang giải tỏa bản thân bằng việc qua lại ngủ với nhiều người đàn ông để khỏa lấp chính những nỗi đau trong cơ thể của mình. Mẫu phụ nữ sống buông thả đương nhiên sẽ là mẫu phụ nữ không thể không nhắc đến những người mà thích ngủ với nhiều người đàn ông. Khác với những trường hợp trên thì trường hợp này đã bị xã hội lên án rất là nhiều. Những người này thì họ thích ngủ với nhiều người đàn ông bởi vì họ sống buông thả. Họ thích cuộc sống vật chất và những thú vui xa hoa trụy lạc, ngày đêm truy hoan cùng với những tư tưởng lệch lạc. Người phụ nữ này thì không bao giờ họ coi trọng chuyện trinh tiết, và đối với họ thì việc lên giường với người đàn ông cũng dễ như ăn kẹo. Ví dụ dễ hình dung nhất đó chính là mối quan hệ giữa Sugar Daddy và các Sugar Baby. Đó thường là những cô gái rất là trẻ đẹp, có vóc dáng, có nhan sắc đấy. Cách ăn mặc thì sexy, gợi cảm, hợp thời, nói chuyện thì có phần lẳng lơ, ỡm ở. Mục đích thì để quyến rũ những kim chủ của mình. Những người đàn ông thì thường rất là giàu có thể cung cấp được cuộc sống vật chất và thỏa mãn sự hư vinh của các cô nàng này. Mẫu phụ nữ sống buông thả như thế này chỉ cần tìm cho mình một con mồi đủ giàu có, đủ quyền lực thì tất cả những vấn đề khác không phải là quá quan trọng. Và việc họ có ngủ với bao nhiêu người đàn ông, bao nhiêu ông chủ của mình đi chăng nữa cũng là điều mà dễ dàng xảy ra. Và mẫu phụ nữ cuối cùng mà họ cũng rất là thích ngủ với nhiều người đàn ông không gì khác chính là những người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao. Một số những người phụ nữ họ thích quan hệ với nhiều người đàn ông bởi vì họ có nhu cầu sinh lý rất là cao. Các hormone sinh lý ở nữ giới bao gồm testosterone và estrogen sẽ khiến cho nhu cầu của mỗi chị em là khác nhau. Có những người thậm chí chẳng có một chút ham muốn nào khi quan hệ, người ta còn gọi đó là lãnh cảm. Nhưng cũng có khi các hormone này được sản xuất ra quá nhiều thì phụ nữ lại gặp phải tình trạng đó là nhu cầu rất là cao. Và khi này thì họ mong muốn được quan hệ, mong muốn được có những người đàn ông thỏa mãn phần con trong mình. Thậm chí là họ cần được quan hệ với nhiều người đàn ông cùng một lúc mới có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Và đây chính là mẫu phụ nữ mà nảy sinh được mối quan hệ, việc lên giường với nhiều người đàn ông một cách rất là dễ dàng. Và các bạn thân mến, vừa rồi là 4 mẫu phụ nữ họ rất là thích ngủ với nhiều người đàn ông. Thế nhưng chị em có bao giờ lường được những hậu quả khó lường khi mà quan hệ, khi mà chăn gối với quá nhiều người hay không? Nếu như chị em phụ nữ đang suy nghĩ về việc mình mong muốn được nhiều người đàn ông thỏa mãn, hoặc là đang là người trong cuộc thì hãy ngẫm lại thật cẩn thận. Bởi vì mối quan hệ này thì sẽ đem đến rất là nhiều những hậu quả khó lường mà không phải ai cũng đoán trước được điều gì trong tương lai. Những ảnh hưởng không chỉ về mặt sức khỏe mà còn cả về mặt tinh thần, hay kể cả là những ảnh hưởng về mặt xã hội sẽ tác động rất là xấu đến chị em. Hậu quả rõ ràng và dễ nhận thấy nhất khi mà người phụ nữ họ cứ qua tay rồi họ cứ ngủ với quá nhiều người đàn ông thì chính là ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Các triệu chứng liên quan đến các bệnh về đường tình dục như là đau rát hay là chảy những dịch bất thường, rồi viêm bộ phận nọ, rồi lại nhiễm trùng bộ phận kia, rồi lại có thai ngoài ý muốn, rồi lại vô sinh, rất nhiều những điều ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em. Cùng với đó là những ảnh hưởng về mặt tinh thần. Ví dụ như là một người phụ nữ đã có gia đình mà vẫn còn ngủ với nhiều người đàn ông khác thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến người bạn đời của mình. Không ai chấp nhận điều này trong cuộc sống hôn nhân cả. Hay là đối với những đứa con trong gia đình cũng thế thôi. Nó sẽ tổn thương rất lớn về mặt tâm lý và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần sau này.
và những người phụ nữ ấy, mà cứ nhăm nhăm đi gạ gẫm những người đàn ông khác rồi lại ngủ với người ta ấy, thì sẽ rất là khó, thậm chí không bao giờ có được tình yêu thương chân thành. Bởi lẽ người đàn ông nào ấy thì cũng sẽ có suy nghĩ nghiêm túc đối với những người phụ nữ đoan chính, chứ không ai lại với những người phụ nữ cứ hở ra mà chơi nhau như thế này. Khi mà không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về mặt sinh lý thì phụ nữ sẽ tỏ ra rất là mệt mỏi, chán nản, không tập trung vào công việc, tình trạng tâm thể rất là sa sút, và kể cả là những ảnh hưởng về mặt xã hội nữa. Xã hội dù có cái nhìn thoáng hơn về những người phụ nữ hiện đại khi mà họ được sống một cách tự do, không gò bó, được làm những việc và được vui theo sở thích của mình. Thế nhưng một trong những vấn đề nhạy cảm của đời sống tình dục, kể cả đàn ông hay đàn bà thì cũng sẽ không ai ủng hộ cho việc chúng ta có quá nhiều những mối quan hệ gần gũi thân mật như vậy với người khác giới. Và là phụ nữ thì lại càng bị chỉ trích gay gắt hơn. Không có một gia đình nhà chồng hay là một người chồng nào thích người con dâu của mình trước đó đã yêu đương, ngủ, quan hệ với quá nhiều người đàn ông với lối sống phóng túng và buông thả. Bạn hãy nghĩ nhiều đến tương lai, khi hối hận muốn làm lại cuộc đời và tìm được một người chồng tốt thì lại trở thành một điều quá là khó khăn. Chúng ta chỉ lên án và chỉ trích trường hợp những người phụ nữ họ thích ngủ với nhiều người đàn ông bởi những nguyên nhân về suy đồi đạo đức và những tư tưởng lệch lạc thôi. Còn nếu nguyên nhân đến từ những tổn thương hay những bệnh lý thì rất là mong những người xung quanh có sự đồng cảm, giúp họ đi theo con đường đúng đắn và tìm lại được chính con người mà mình đã đánh mất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có những cái nhìn thật sự đa chiều và đầy đủ về những người phụ nữ mà họ lại cứ thích ngủ với nhiều người đàn ông. Theo các bạn thì còn có mẫu phụ nữ nào mà rất là dễ gạ lên giường, hoặc là những mẫu phụ nữ còn chủ động đi mời gọi, đi khiêu khích người đàn ông nữa hay không? Rất mong nhận được chia sẻ từ phía các bạn ở dưới phần bình luận của video này nhé. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lý do gái chưa chồng luôn mê mệt đàn ông có vợ, dù bị thiên hạ chửi bới vẫn bất chấp. Dưới đây là những lý do đàn ông có vợ luôn hấp dẫn trong mắt gái chưa chồng, khiến chị em nguyện làm bộ nhĩ mà chẳng bận tâm miệng lưỡi thế gian. Nếu vẫn không lý giải được vì sao rất nhiều cô nàng độc thân sẵn lòng chấp nhận kiếp nhân tình của người đàn ông đã có vợ, thì dưới đây cuộc sống quanh ta sẽ cùng chia sẻ với bạn những câu trả lời chính xác nhất. Đầu tiên là đàn ông có vợ có sự nghiệp ổn định. Trong khi đàn ông độc thân vẫn đang loay hoay cách kiếm tiền, làm giàu, thì đàn ông có vợ đã có sự nghiệp ổn định. Họ tự tin với con đường mình đi, gặt hái được nhiều thành công đáng nể và có tiền bạc dư giả. Hơn cả, nhờ được vợ nâng khăn sửa túi nên những người này trông rất phong độ, hút mắt phụ nữ ngay từ lần gặp đầu tiên. Lý do thứ hai, đàn ông có vợ không tiếc tay vung tiền. Nếu đàn ông độc thân thiếu trước hụt sau, tiết kiệm từng đồng để chăm lo cho tương lai, thì đàn ông đã có vợ không như thế. Họ đã có thu nhập ổn định, có của ăn của để và đời sống vật chất đầy đủ. Tất nhiên, để chiều lòng nhân tình, họ cũng chẳng ngại chi tiền để đưa nàng đi ăn những nhà hàng sang trọng, mua tặng những món quà đắt tiền hoặc đưa đi du lịch nước ngoài. Nhận được sự cung phụng, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần của người đàn ông có vợ, khiến phụ nữ độc thân hãnh diện, tự hào và dễ dàng sa vào lưới tình. Lý do thứ ba, người đàn ông có vợ thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Những chàng trai trẻ có cái tôi quá lớn, thường muốn giành thầm thắng về mình mỗi khi cự cãi, khiến phái đẹp buồn lòng. Đàn ông có vợ lại biết cách chiều chuộng phụ nữ, họ dùng hành động, cử chỉ, lời nói để khiến đối phương vui vẻ, hạnh phúc và xem họ là chân ái đời mình. Đặc biệt, người đàn ông đã có vợ biết mềm nắn rắn buông, biết lúc nào nên vồ vập, lúc nào nên tỏ ra lạnh lùng để khiến nhân tình mê mệt, nửa bước không rời. Lý do thứ tư, đàn ông có vợ giỏi chuyện gối chăn. Vì đã có vợ, tất nhiên họ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăn gối. Họ biết người phụ nữ muốn được nuông chiều, nâng niu như thế nào khi gần gũi để khiến đối phương đạt được khoái cảm mãnh liệt nhất. Đây là một trong những nguyên do khiến phụ nữ độc thân một khi đã chấp nhận kiếp bổ nhí thì khó lòng rút ra được.
Và lý do cuối cùng đó là cảm giác ngoài vợ ngoài chồng mang lại rất nhiều cảm xúc. Càng phải vụng trộm, lén lút thì mối quan hệ giữa đàn ông có vợ và nhân tình càng mặn nồng và mãnh liệt. Họ khao khát được bên nhau, nhớ nhau đến cuồng dại và tìm đủ mọi cách để có thời gian gần gũi. Qua lại với người đàn ông có vợ sẽ khiến phụ nữ độc thân thỏa mãn tính hiếu thắng, sự ngông cuồng và bất cần của mình. Thậm chí, có nhiều cô gái còn có sở thích giật chồng người khác, càng khiến người vợ đau khổ, họ càng hả hê và thích thú. Như vậy là cuộc sống quanh ta vừa chia sẻ với bạn những lý do khiến những cô gái chưa chồng luôn mê mệt đàn ông đã có vợ, dù bị thiên hạ chửi bới vẫn bất chấp. Nếu bạn thấy video của chúng tôi có ý nghĩa, đừng ngần ngại ấn like, share và bình luận cho chúng tôi biết những suy nghĩ của mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.